dịu người đàn ông. Đừng có bị hôi lết nha anh. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ngồi với bạn. Rồi, chào cả nhà, bạn muốn hẹn hò. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về sơ yếu lý lịch trích ngang. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người. Mình tên là Thắng, đến từ Hải Dương, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thắng. Hiện tại là đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn và mua bán bất động sản. Bạn làm việc ở đâu? Hiện tại là em làm việc ở quận Bình Thạnh, quận 2 và quận 4. Bạn Thắng bao nhiêu tuổi rồi? Thắng hiện tại là 29 tuổi ạ. Rồi, mời bạn giới thiệu đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và bạn trai bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Tống Thị Mỹ Phương, năm nay 27 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy vẽ ạ. Hiện giờ mình đang dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở trường mầm non á chị. Wow. Ủa, dạy người lớn vẽ được không em? Dạ được anh. Bữa nay đem lên vẽ hình anh Quyền Linh đẹp quá trời luôn nè. Có không? Có. Giống anh Quyền Linh quá trời luôn hả? Giống không? Lấy hỏi anh coi đi nha. Dạ. Cái này anh Quyền Linh lúc 18 năm gì? Ủa luôn, lúc ảnh 18 tuổi nha quý vị. Đây, bạch mã hoàng tử của cô ấy. Bí chú ở dưới anh Quyền Linh lúc 18 tuổi. Dạ. Mà phải nhắm mắt mới giống nha, mở mắt ra là không giống. Vậy mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Khoảng 3 mối tình rồi chị. Ủa sao khoảng 3 mối tình? Khoảng là sao? Tại vì em xác nhận thương thì em mới quen là được 3 mối tình. Còn những mối tình khác thì một phía này không tính. À, có quen mà không có thương á đúng không? Dạ, với lại chắc cũng không có duyên nợ nữa. Mà những cái người đó là có giống như trong cái hình này không? Dạ không. Rồi vậy là cái hình này là cái mẫu này em mới đặt ra hay sao? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng hơn 1m65. Rồi, có luôn, bên này cao hơn 1m65. Mắt thì có thể một mí được nhưng mà miệng thì đừng có hôn. Đúng rồi, ở đây vẽ cái miệng móm nè quý vị thấy không? Cái môi trên mỏng dánh nè, miệng móm. Vui vẻ. Bên này quá vui, cười từ nãy giờ luôn, yên tâm. Phải biết cách kiềm chế lại cái cơn giận của mình. Ví dụ như em nóng thì người đó phải điềm lại, chứ mà hai người cũng nóng thì không được. Em trai ơi, thấy mình được nhiêu phần trăm trong cái chuẩn cổ đặt ra? Em thấy chắc được 80 đó, trên 80 đó chị ơi. 80 không? Dạ vâng. Bên kia đã trải qua 3 mối tình, cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Còn anh trải qua mấy mối tình rồi? Tại vì Thắng cũng giống như vậy luôn. Nhưng tại sao mình phải chia tay những mối tình đó? Cũng rất là đơn giản, tại vì bạn gái mình thay đổi. Mình nghĩ trong thời gian sinh viên rất là lâu, gần 4 năm, cái môi trường đi làm nó thay đổi. Nên là bạn gái lại thay đổi. Thay đổi theo. Dạ vâng. Nên lúc đó hai người không còn tiếng nói chung nữa. Bạn gái thay đổi mình cũng phải theo bạn gái luôn chứ. Không theo được hả? Đúng rồi, theo đổi không theo đổi đó. À vậy à. Thôi bỏ vụ bạn gái cũ đi. Mình tính chuyện mới đi. Hồi bên kia đã đưa ra cái tiêu chí rồi. Bạn đưa ra tiêu chí luôn đi, mình chọn lựa người yêu thế nào? Đặc biệt là hắn thích người nhỏ con thôi. Nhỏ con hả? Bự con vậy? Thích hả? Thương hiện tại đang dạy vẽ thì rất là hợp. Tại vì Thắng cũng có một cái đam mê riêng đó là về chụp ảnh, nhiếp ảnh. Ồ, vậy hả? Rồi. Về nhà người chụp người vẽ thôi là ngon rồi. Để tôi qua tôi coi nha. Ồ, chào chị. Từ từ để tôi coi cái đã, khoan nói chuyện. Nhanh, để cái tay lên vậy coi. Che con mắt lại, che con mắt bên đây lại. Đó bên đây nè, che bên đây lại, rồi. Bịt con mắt bên phải, bầm con mắt bên trái hả? Nè, tự nhìn đi, mình giống không? Giống nhau không? Cũng giống chứ bộ. Bên kia môi trẻ, bên này chưa trẻ, về trẻ rồi mới mà sao dễ chịu vậy, thích con gái nhỏ nhắn. Nhưng mà mình cũng phải có đặt ra một cái chuẩn cái mặt đó. Mình hình dung, mình ngủ, mình cũng phải nghĩ cái đối tượng sau này mình lấy làm vợ, cái mặt phải như thế nào. Thí dụ mà cụ thể một cái người nào đó, anh tưởng tượng. Thắng thích cái coi mẫu người mà gọi là rất là giống như là rất là giản dị thôi. Tóc có thể là xõa hoặc tóc dài hoặc không có màu đen tự nhiên thôi. Không uống, không nhượng. Dạ vâng. Có thể duỗi tóc để nó thẳng thì được, ok, rất là đẹp. Thắng không thích những người nào đó mà tóc có gì đó mà nó cong tít lên. Tóc không cong tít. Trang điểm thì không nên quá đậm, thì Thắng không thích trang điểm quá đậm kia đó. Sáng nay tôi làm có đậm không mọi người? Vậy là đậm hay là... Không có đậm đâu, cũng hơi quá đậm thôi. Rồi, gì nữa không bạn? Thắng có thích người yêu trẻ con. Nếu mà bạn đang làm việc trong môi trường dạy vẽ cho trẻ em ở trường mẫu giáo thì hoặc là trường cấp 1 thì Thắng rất là thích. Thì bây giờ bao lâu mình cưới? Mùa cưới năm sau thì chúng ta sẽ lên một cái gì đó giống như là lên xe hoa. Rồi mình chuẩn bị gì chưa mà là lên xe bông? Thắng có thể chuẩn bị được một ngôi nhà nhỏ rồi, chúng ta lên về cùng.
bên nhau. Có luôn rồi, có ngôi nhà nhỏ luôn. Hiện rồi tại thì chưa, nhưng mà sau một năm nữa thì cũng chắc là không dễ thôi, không có khó. Là mình định định cư ở trong thành phố luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi như vậy là tốt rồi, cảm ơn nha. Được rồi, được rồi. Trời ơi, y chang luôn, y hệt vậy luôn đó em. Mai là phỏng vấn hồi tôi lo quá, sợ anh rớt phỏng vấn á. Bây giờ mình qua xem đàn gái coi sao nha. Hello, trời ơi nhỏ chút xíu luôn. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Ủa gì vậy? Bữa nay khán giả có cái vụ gì vui vui nha. Chuyện vui vui ta. Em không thích gì người đàn ông? Nóng tính anh. Trai có nóng tính không vậy? Dạ, bình thường thì tao rất là vui vẻ mà không có nóng tính đâu. Không có nóng, thấy bên kia phóng khoáng lắm. Không có nóng đâu, rồi không thích gì nữa. Đừng có bị hôi nách nha anh. Cái đó là gọi cái bệnh tâm sinh lý của người ta. Thôi mà người ta không có thích. Rồi lỡ người ta có rồi sao? Ví dụ em yêu người đó quá nè, người đó cũng thương em quá, nhưng mà lỡ cái đó có thể khắc phục được mà. Chữa được thì được anh. Ừ. Nhưng mà mới vô thấy hôi rồi sao yêu? Thì từ từ yêu trước rồi sửa, chữa sao? Cái này nhiều người cũng có chứ bộ. Không lẽ giờ em yêu lại mà... Đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa? Đừng có bị hô. Không có hô, anh không có hô. Dạ. À, anh nhọn thôi, mỏ nhọn. Sống mũi cao là được anh. Rồi có cao luôn. Gì nữa? Dạ đủ rồi. Dư đó đủ rồi hả? Chắc cũng yêu cầu dữ rồi. Nhưng mà để anh nghe vụ này cái. Coi chừng anh tự nghe từ chính từ. Anh là chết luôn á. Anh thường không có gì hết. Hình anh thường. Nghe chưa? Rồi em nghe rồi. Đáp ứng nhu cầu được chưa? Được anh. Được rồi. Vậy khỏe rồi. Không có gì hết phải không? Không đã có ơi. Gì hết á. Rồi ok. Nói chung được. Là không gian khí bây giờ hiện nay nó trong lành. Môi trường đang tốt. Rồi hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ có chị. À, mình đi với ai? Mình em hỏi đi với em gái em ngồi bên kia. Em gái giật mình. Dạ, đang ngồi chị. Suy nghĩ gì? Rồi. Em chào Quyền Linh. Em thấy anh trai, anh rể tương lai thế nào? Dạ thì nhìn ảnh cũng nghiêm túc, thư sinh. Có hôi không? Hồi sao không ngửi được. Em chịu rồi đúng không? Rồi, quan trọng là đó em gái chịu rồi, quan trọng là chị thôi. Anh trai có đi với ai không? Dạ em có đi với hai đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ em chào em Quyền Linh và chị Cát Tường. À, chào chị ạ. Em thấy cái đối tượng bên kia có hợp với anh Thắng không? Dạ được, chị nhỏ nhắn xinh xắn. Bình thường ảnh có ở dơ không em? Dạ không, ảnh rất là kỹ tính, sạch sẽ nè chị. Ảnh rất là nghiêm túc. À. Lúc này em bán đất được không? Dạ được. Bán đất được thì có khả năng mua đất. Nhưng mà khách quan này bạn thấy cặp này cái sự thích ứng với nhau được khoảng bao nhiêu? Dạ được, em thấy 2 triệu khoảng được 80%. Nên hai anh chị cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Rồi, dạ. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn cả nhà. Em tự tìm hiểu nha em. Mọi thứ là thấy chị thấy ổn hết rồi đó. Rồi, kéo màn lên. Bắt đầu. Ồ, xin chào. Chắc cho ảnh tiến tới gần gần chút để người ta kiểm tra đi. Ok. Ồ, chào em. Thắng. Ừ. Chuẩn bị tối hôm qua dễ quên. À, thì mình có một món quà nhỏ tặng bạn nhân lịch làm quen. Chúng ta rất có duyên với nhau khi mà. Rồi đứng đó luôn, đứng đó luôn. Tới đến đây. Thắng đứng đó luôn, đứng đó. Đứng đó yên đó. Rồi, kiểm tra đi em. Rồi em kiểm tra đi em. Để họ em đổ thừa anh. Để yêu nhầm rồi đổ thừa nữa. Ừ. Có không khí có thay đổi gì không? Hả? Dạ không anh. Không đúng không? Được chưa? Rồi cơ bản ổn. Về chỗ ngồi. Mày có gì mai mốt không có đổ thừa nha. Đổ thừa nha. Ok, chào em. Dạ chào anh. Anh thấy em như thế nào? Anh thấy em là rất là xinh xắn. Dạ cảm ơn anh. Dạ thương. Em thấy anh cũng chững chạc, cũng nam tính đàn ông. Bây giờ em tưởng không anh đàn không đàn ông hả? Cái hình vẽ mà em đang tưởng tượng anh thấy cũng thấy rất là nghệ thuật luôn. Hình như cái hình vẽ đấy dành cho một người đàn ông đang mặc một cái chiếc áo len phải không em? Dạ. Cổ rất là dài. Dạ. Như anh mặc cái áo như vậy có hợp không? Dạ chắc hợp. Ta vô chuyện tình yêu mỗi áo quần đen chí. Quan niệm về vấn đề tình yêu của anh là sao? Anh quan điểm khi mà mình đã đến hôn nhân thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ. Ví dụ giả sử như anh có thể hỗ trợ em cái việc là mình chuẩn bị bài để dạy cho các bé trong ngày mai chẳng hạn, hoặc là trong tuần. Em thì có thể hỗ trợ cho anh công việc về
cái mặt tâm lý như gia đình, con cái để cho anh có thể yên tâm để công tác, yên tâm để thể bán được nhiều đất, bán được nhiều nhà hả? Dạ. Giả sử như em thích kinh doanh thì rất là tốt. Em thích kinh doanh lắm anh, em đi dạy nhưng mà em cũng có kinh doanh nữa. Là tuyệt vời. Có vốn không? Bơm cho em thêm, em đi lấy hàng. Hàng thời trang thì vốn nó nhỏ lắm, không có nó kể đâu, chắc là khoảng 100 triệu được không? Dạ cũng được anh. Rồi bây giờ nói vô chuyện tình yêu một cái đi nè. Khi nào thì có thể kết hôn được anh? Theo kế hoạch của anh là sẽ khoảng tháng 10 đến tháng 12 2017. Xong rồi tiền bạc sau khi cưới nhau ai giữ? Tất cả mọi thứ em sẽ giao cho em giữ. Rồi kế hoạch làm ăn kinh tế sau khi hai vợ chồng lấy nhau? Thì hiện tại rồi mấy bạn em đang khởi nghiệp về kinh doanh bất động sản. Bạn gái ở đây thì có thể là vẫn đi dạy học, là vẫn kinh doanh rất là tốt. Đặc biệt là giả sử như có rất nhiều khách hàng của em mà có nhiều tiền chơi bất động sản thì chúng ta lại bán hàng cho chính khách hàng của em luôn. Hay quá, liên kết dữ ha. Dạ. Được, cặp này ổn nè, cặp này mau giàu lắm. Em thấy anh cũng được, chắc có thể là một người chồng tốt. Vậy được rồi. Có thể người chồng tốt mà của ai chưa biết nha. Quyền quyết định là do các bạn. Bấm nút hay không bấm nút là do các bạn. Bấm nút là các bạn đang đối diện với hàng triệu người đang xem. Bà con, bạn bè, người thân của bạn đang xem, chấp nhận trao cái duyên cho một người đối diện. Không bấm, không sao cả. Rất nhiều người cũng sẽ chọn các bạn. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Bạn nữ bấm rất chậm, hình như tôi tưởng đâu là bạn nữ không bấm luôn đấy. Em bấm mà chắc cái nút nó không ăn à. Vậy à. Bạn trai bây giờ cảm giác như thế nào, mình nắm tay nhau một cái để truyền cảm xúc cho nhau đã. Được. Không được cũng phải được. Không, nắm tay chứ không phải bắt tay. Ở đây đâu có ký kết hợp đồng gì đâu mà bắt tay. Đức ơi, tình yêu mà giống như bán đất vậy. Nắm tay chặt vào đấy. Nào, hãy hôn một cái để kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt. Mời bạn. Trời ơi, không làm gì gồng mình dữ vậy. Thấy sao bạn? Rất là mềm mại và không mà mềm mại. Cái má mình nó rất là mềm mại. Cũng đẹp lắm rồi. Chúng tôi sẽ gửi tặng những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn có thể thời gian lãng mạn tìm hiểu kỹ hơn. Và món quà của thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng, các bạn có thể vừa xem phim vừa mua sắm. Chúc các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng là một bộ wrap và gối cao cấp Lotus được nhập khẩu từ Thái Lan để tặng hai bạn. Dù gì lạ quá ta. Sao anh có mùi cơ thể? Giờ tôi phát hiện rồi. Đó là niềm vui đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Cảm ơn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, chào tất cả hai bạn. Bây giờ chúng ta giới thiệu về nhau nhé. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Phan Thị Mỹ Huyền, em 24 tuổi. Em đang là thư ký văn phòng ở công ty ở quận 10 chị. Rồi quê mình ở đâu em? Quyền. Em ở Long An chị. Quê Long An, mình lên đây lâu chưa? Dạ không, em sáng đi làm chiều em về Long An. Hả? Ồ, làm việc ở quận 10 rồi mỗi ngày đều chạy về Long An. Dạ, tại nhà em cũng ở gần giáp danh thành phố huyện Cần Giuộc chị, nên cũng không xa lắm. Rồi, còn bạn? Em xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể là khán giả. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Ngọc Quang. Ngọc Quang. Dạ, em sống và làm việc ở Sài Gòn, ở quận 10. Em là kỹ sư trưởng của công ty Sài Gòn Technology Solution. Công ty gì? Gì sành sành? Sài Gòn Technology Solution. Sài Gòn sao sành sành? Dạ. Bao nhiêu tuổi bạn ơi? Em 29 tuổi. Em đã có 3 mối tình rồi. Nhưng mà 3 mối tình đó thì là tình đơn phương. Công ty của em thì chủ yếu là nam. Đó, lý lịch tình yêu bên đây như thế, bên kia thế nào? Rồi, mình giới thiệu đi em. Dạ, em trải qua một mối tình kéo dài 4 năm. Anh chia tay khoảng 3 năm mấy, 4 năm rồi chị. 4 năm cũng dài, sao lại chia tay vậy em? Tại anh
đã quen hai người đó chị, nên chia tay và quên hẳn rồi chị. Quên hẳn phải không? Quên hẳn mà sao nhắc tới thấy còn buồn buồn vậy? Tính của em dễ xúc động lắm cho nên nói chút xíu là khóc à. Vậy hả? Vậy ưu điểm của bản thân em với khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em biết quan tâm người khác, chịu khó. Còn nhược điểm của em là mọi người nhận xét em ít nói. Em hay sống nội tâm, hay suy nghĩ lắm chị. Một chuyện mà em có thể suy nghĩ từ sáng đến chiều. Trời, cô này có vẻ là mộng mơ suy tư lắm đây nè. Định chừng nào mới kết hôn? Dạ, chắc cũng khoảng 1 năm, 2 năm nữa chị, qua tuổi 26 chị. Có kỵ tuổi nào không? Dạ không, nếu hợp thì cưới thôi chứ em không có quan niệm tuổi tác lắm. Rồi, bên đây có ưu điểm gì, khuyết điểm gì kể cho bạn nữ nghe luôn đi. Dạ, ưu điểm của em là em có khiếu hài hước. Em hay hát. Xí xí, hay hát, hát có hay không? Hát một bản đi. Dạ, hay hát nhưng mà đâu hát hay chị. Kệ, hát nhưng... vui là được rồi. Em hay nghe nghe hát bài Đời Tôi Cô Đơn lắm. Được vì... rồi, cũng được luôn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làn. Mặc dù rằng tôi chán lối chi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Mình hiểu rồi. À, bạn gái mình bây giờ mình có đặt ra một chuẩn mẫu người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào không? Dạ, về ngoại hình thì em muốn người đó cao hơn em, biết cách ăn mặc sạch sẽ, không có mùi hôi cơ thể, không còn đẹp trai lắm nhưng mà phải dễ nhìn và có duyên. Còn về tính cách thì em thích người đó giống tính của ba em, tính tình phóng khoáng hay giúp đỡ người khác nên em muốn bạn trai em cũng giống như vậy. Có điều nào em tối kỵ với người đàn ông không? Em không thích không? Keo kiệt và lừa dối. Rồi bên nhà trai thấy sao? Keo kiệt không có rồi đó. Lừa dối? Dạ không. Không luôn. Rồi, mình có tật xấu gì? Em hay quên nhiều cái ưu điểm của mình. Hay quên. Bạn ưu điểm nhiều lắm đúng không? Mình quên mình không nói ai nghe chứ đúng không? Giờ mình lấy giấy mình ghi ra, dễ thôi. Còn tật gì nữa? Em hay nóng tính à. Không thích phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ thì tóc ngắn, cao trên 1m6, da trắng một chút. Da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ mun ha. Da đen như gỗ mun, tóc trắng như bạch tuyết được không? Trời trời. Nó cũng đủ hai vế mà nó hơi ngược chút thôi. Dạ cũng được rồi. Dễ chịu vậy luôn á hả? Chắc... sao bước qua đây có cái mùi kỳ kỳ vậy ta? Mùi cơ thể. Không phải mùi tụi em đâu chị. Em lấy giờ đủ thừa hả? Chối bỏ trách nhiệm. Đủ thừa qua đây. Em quên cả là em cũng hay có tính đổi thừa lắm á. Vậy luôn á hả? Dạ. Đã có kế hoạch gì để tiến tới hôn nhân chưa? Quyết định tới hôn nhân là quyết định lớn, không nên quyết định hai lần trong cuộc đời, cho nên mình phải có thời gian để mình tìm hiểu kỹ về nhau và có thời gian thích ứng với nhau. À, nếu lấy nhau về thì hai chồng mình ở đâu? Thì em đang ở nhà riêng thì về nhà em ở thôi. À, có ba mẹ không? Còn ba thì cũng gần gần nhà em. Ủa, nhà em mới mua hả? Dạ, mua cái tay 2 năm rồi. Rồi, cảm ơn, vậy là yên tâm rồi. Được rồi. Nghe hết rồi em ha? Ổn, ổn. Trời ơi, quá chuẩn luôn em. Chào em. Dù gì lạ quá ta. Sợ anh có mùi cơ thể. Giờ tôi phát hiện ra rồi. Hèn chi. Cái mùi này nó cũng lâu lắm phải không giặt rồi ơi. Chứ không nên nổi anh có mùi cơ thể đâu. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Rồi chào em. Bên đàn trai dễ thương lắm. Có yêu cầu gì không? Em không giỏi làm việc nhà cho lắm. Nhưng mà em thích sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà em không có làm. Vậy là giao rảnh đúng không? Thì vợ chồng chia nhau làm anh. Em biết làm nhưng mà tại em không có làm thường xuyên. Nhà mẹ em làm hết trơn. Bây giờ phải tập làm. Dạ cái đó chắc tập được anh. Ừ, nấu cơm nấu nước. Dạ cái đó em biết. Rồi giặt giũ quần áo. Bỏ vô máy giặt anh. Giũ nó cúp điện rồi sao? Cúp điện thì đợi ngày mai có điện giặt. Còn không nếu gấp quá thì giặt tay liền. Giặt được luôn đúng không? Dạ được. Ừ. Không phải nói gì đâu, đàn trai người ta yên tâm chứ. Đàn trai có thuốc không anh? Có gia trưởng không? Không hút thuốc, uống bia. Quá chuẩn mực luôn. Có gia trưởng không? Em giống ba em có nghĩa là em không có gia trưởng rồi. Được chưa? Bên đây cũng dễ thương lắm à. Anh thấy hợp lý đó. Được á. Bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có chị. Đi với em con của cậu em. Chào MC, chào khán giả. Hai ơi, em thấy anh bên đây được á. Em thấy em ưng ở chỗ là ảnh vui vẻ. Được cái là ảnh có vẻ là hợp với hai vì hai trầm tính. Mà em thấy ảnh nói những điều cần nói á hai. Ưng cái bụng rồi đó. Cảm ơn em ông cậu.
Bạn có đi với ai ngắn không? Gọn quá đầy dạ. đủ. Dạ em đi với ba với lại em gái ạ. À. Ồ, chào chú. Tên Khải, bố của Ngọc Quang. Rồi giờ chú thấy tình hình con dâu tương lai vẫn ổn không? Thấy là con gái ở đây là dễ thương, nói chuyện cũng điềm tĩnh, cũng có tính cách, tính khí cũng tốt. Chú ủng hộ không? Ủng hộ. Con dâu là bác là không có yêu cầu kỹ, có cái là hiếu nghĩa với gia đình hai bên là được rồi. Rồi bạn của Quang. Con gái. Con gái. Ủa, em ruột em hả? Em ruột của anh Quang. Em ruột đẹp quá ta. Dạ. Sao hai mặt dạ, cảm ơn Quyền Linh. Hai gương mặt có vẻ hơi giống nhau nhỉ? Dạ, nãy chị ra là em cũng thấy chị có vẻ giống em. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà ta nói đánh giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng đó. Dạ, em dễ tính lắm. Cửa nó quan trọng lắm dạ. đó. Nói vài câu cho chị dâu tương lai yên tâm đi chứ. Chị có thích mèo không? Cũng thích thôi nhưng mà không thích lắm. Tại nhà chị không có nuôi. Đây. Vì hai anh em có nuôi mèo. Dạ. Để chị về chị tập từ từ cái sở thích đó. Hai người về ở chung với nhau mà hai người đều ít nói thì chị có buồn không? Thì nói chuyện với em cũng được, tại em nói nhiều lắm. Quen thân rồi chị nói nhiều lắm mà hơi điên chút xíu. Anh hai chị này dễ thương lắm á. Rồi, bây giờ để cho hai bạn gặp mặt để cảm nhận về nhau. Kéo màn. Trời ơi, giờ phải đeo kiến vô mới thấy hả? Nha, con bự quá. Quên rồi. Dạ, cảm ơn anh. Vậy là biết chú rể thích động vật lắm rồi. Nhà em ở Long An thì anh đây có khó khăn không? Khó cái là nó kẹt xe em, mỗi sáng nào cũng kẹt hết trơn. Tốt ở nhà anh quận 10 luôn. Anh ở quận 10 luôn rồi. Đường Điện Biên Phủ em. Điện Phủ hả? Dạ, cũng gần chỗ em làm. Em, anh nghĩ em là cô gái tốt bụng. Nếu sau này có ai lấy em về làm vợ rồi thì em sẽ là một người vợ tốt. Dạ em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi một câu, anh quá khứ và hiện tại có ảnh hưởng gì tới anh không? Cái chuyện quá khứ đối với anh thì không quan trọng, quan trọng là hiện tại mình như thế nào để mà có một tương lai tốt đẹp hơn. Chứ nếu mà mình cứ xăm soi quá khứ quá thì không ai tốt đẹp, không ai trên đời tốt đẹp hết. Tính tình em hơi ngang và cố chấp á. Nếu mà ví dụ có quen nhau mà mỗi lần giận hay gì á, anh sẽ như thế nào? Em hơi ngang hả? Dạ anh bò. Suy nghĩ của mình đang suy nghĩ về nhau như thế nào? Dạ em thấy ảnh cũng hiền, chín chắn. Em thích đi xem phim lắm anh. Nhất là đi xem phim một mình á. Hay vậy. Chưa quen ai thì đi một mình sao, còn lúc có người yêu rồi thì đi với người yêu. À, có nghĩa là anh cũng thích đi xem phim và cũng thích đi ăn. Thì anh nghĩ là mình sẽ đi ăn chỗ nào cao cao ở trên Vitexco chẳng hạn. Sau đó đi xem phim. Em chưa có bao giờ lên đó, em chỉ lên tới rạp chiếu phim nè. Nếu có cơ hội thì cũng tốt. Anh thích ăn món gì anh? Anh thích ăn hải sản. Em cũng vậy. Một cuộc nói chuyện rất là dễ thương. Chúng ta sẽ quyết định để tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Quyết định bằng trái tim của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi. Mời hai bạn. Rồi, cảm ơn em. Một cái kết bất ngờ vô cùng, chàng trai không bấm. Bạn có thể cho biết lý do? Tại vì ấn tượng đầu tiên của em thì cũng chỉ là về bề ngoài thôi. Thì em chưa đủ thuyết phục em để mà mình có thêm cái cuộc hẹn nữa. Nhưng mà bạn gái rất là tốt thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi và muốn quen bạn gái. Nếu chúng ta cảm giác không hợp chúng ta để nút bấm đó cho hàng triệu chàng trai đang xem chương trình bấm chọn cô gái ấy. Bạn gái suy nghĩ điều gì? Dạ, em cũng không suy nghĩ gì hết, chỉ hơi buồn chút xíu thôi. Đó là lý lẽ của con tim mình cũng không thể diễn giải chi tiết được.
vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình một ngày sớm nhất. Thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux. Cảm ơn chị. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn thành công nửa đường sống. Cái này mà mình sẽ học theo. Chứ mặc áo đầm không được. Mặc áo đầm đi đâu? Thì áo đầm đi chợ, đi búa, đi chơi, đi làm. Và bây giờ thì Tường đang ở trong một không gian rất là ấm cúng của nhà hàng Hòn Đất. Ở đây là một nơi mà chúng ta có thể đến nè, tụ tập có những buổi tiệc rất là đầm ấm với gia đình, bạn bè, người thân, tiệc sinh nhật, thôi nôi đầy tháng. Và bây giờ thì người chơi của chương trình ngày hôm nay đã ngồi ở đây rồi. Cô bạn gái đâu ạ? Cô bạn gái sẽ đợi các Tường ra và sẽ mời cô ấy vào đây ngay lập tức. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình giới thiệu rõ lên. Trước tiên là bạn trai. Dạ, em tên Vương. Em sinh năm 87, quê ở Quảng Ngãi. Làm tài xế thì hiện tại đang ở Hóc Môn. Dạ. Em làm giờ hành chính hay là lúc nào giờ đi là chủ kêu là đi? Có thể là chủ kêu là đi, nhưng mà mình có thể mình biết trước được cái lịch trình. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Huệ, em cũng sinh năm 87 và nhà em ở Buôn Ma Thuột. Em hiện đang làm kế toán. Dạ, em làm ở quận 3. Quê em ở Hải Dương. Em có ngại nghề tài xế không? Có một chút. Ngại về điều gì? Hay đi đêm hay là đi xa gì đó. Đi đêm đi xa không? Cũng có. Đặc thù công việc đó là như vậy. Em làm nghề tài xế được bao lâu rồi? Dạ, cũng được 4 năm mấy. Trước khi làm nghề tài xế thì em cũng có làm cửa sắt. Mở tiệm làm. Mở tiệm làm cửa sắt? Ủa sao đang làm ông chủ làm cửa sắt mà sao tự nhiên bỏ đi làm tài xế? Cũng thất tình cái nghỉ. Trời đất ơi, duyên dáng vậy. Em nghĩ mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em cũng thích trẻ nít lắm. Thì cái chuyện ví dụ như sao mà có con nhỏ hay gì đó thì em có thể lo được. Còn điểm yếu của em là gì? Tài xế mà ra đường thì hút thuốc có nè, nhậu nhẹt cũng có nè. Tài xế mà nhậu nhẹt ai cho lái? Thì có lúc những lúc mình rảnh rỗi đó. Rồi còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Giọng em rất là to đó. Nó giọng to cũng không to bằng giọng chị đâu, đừng lo. Mình giọng trầm, giọng thổ đúng không? Rồi. Không biết, nhưng mà mọi người nói là em phải kiềm chế giọng lại. Tính toán tiền bạc mà nói to quá, người ta tưởng đâu mình khó chịu với người ta không? Có, người ta bảo nội thông tin. Hỏi lương anh đang nhiêu, đồ nhiêu mà em nói lớn quá, người ta nghe hết phải không? Nói chung là cũng nóng tính, nên là cần một người điềm tĩnh. Làm tài xế có điềm tĩnh không? Tùy theo lúc, lúc nào cũng điềm tĩnh nên cũng khó, nhiều khi nó xảy ra một cách mà mình thật sự là bức xúc. Nhưng mà đều đã cầm cái vô lăng thì bực mình cũng phải kiềm chế, bởi vì mình đang giữ tính mạng của nhiều người. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Chắc là một. Sao tình mà chắc? Thì chắc chắn là một mối tình thì nó là một. Còn giờ dù như mà hai thì nó là hai. Rồi, quen được bao lâu? Chị muốn tính tháng hay tính năm hay tính ngày? Chị không biết, tại vì tình của em sao chị biết được? Giả dụ một tháng mình quen một năm, nhưng mà một năm mình gặp được một hai lần thì cứ gọi là tính ngày. Người ta tính từ lúc từ gặp mặt tới lúc chia tay thời gian nó bao lâu, còn cái chánh giữa đó nội dung nó như thế nào tính sao? Vậy chị em cũng không biết xác định là nó được mấy năm quen, nhưng mà không có nói lời chia tay, nhưng mà mặc đường ai người ấy đi. Bao nhiêu lâu rồi? 10 năm rồi. Nhưng mà rồi mày quên mối tình đó chưa? Nếu mà nói quên thì chắc em sẽ không quên. Đúng rồi, nhắc tới mà thấy còn rươm rướm kìa, sao mà quên được? Không quên. Thì sao không tìm gặp để mà nói chuyện coi như thế nào? Em có thử, nhưng người đó không muốn. Người ta cũng không có rõ ràng là người ta có người mới hay chưa. Nhưng người ta nói là em tự đi tìm gia đình cho mình đi. Quên đi một cách thật sự để đón nhận cái mới tốt đẹp hơn nha. Bạn gái bên đây rất xúc động khi Nghệ kể lại cái câu chuyện tình yêu của mình. Thế còn em, bao nhiêu mối tình rồi? 2. Thì em bỏ cửa sắt mà chạy đi học lễ lái xe là cũng do vậy đó. Là đó mối tình thứ hai á. Mối tình thứ hai là sâu đậm đó phải không? Quen được bao lâu? 8 tháng, chuẩn bị đi cưới rồi. Thì em cũng biết sao mà nó bị người yêu cũ nó rủ rê rồi đi theo. Rồi sau đó có gặp lại nhau nữa không? Tết năm sau thì người đó lấy chồng, nhưng mà người chồng thì không phải là người yêu cũ. Ví dụ rồi ok, thất tình đi thì thiếu nhiều người thất tình. Mắc mớ gì thất tình là bà đi bỏ nghề? Thằng bạn trai nó là tài xế. Mà hồi đó nghe kia tài xế là đi chắc cũng gái gú nhiều lắm. Học tài xế mấy năm trời, em bây giờ luôn có quen được. Trời đất, có gì vô duyên gì tự nhiên yêu con bồ. Bị bồ bỏ, bồ bỏ theo thằng tài xế. Tính học tài xế để có nhiều bạn gái. Cuối cùng cũng bồ bỏ. Người ta tài xế nhiều bạn gái là người ta đi đường trường không ơi. Qua chạm này chạm kia, tới tỉnh này tỉnh nọ, người ta mới gặp gỡ nhiều người.
Rồi tự nhiên cái bỏ cái nghề cửa sắt ngon lành, nhưng hồi đó làm ăn khá không? Thì em tính là ví dụ như còn độc thân thì cứ đi đây đi đó đi, rồi ví dụ như có duyên mà gặp ai thì dù có vợ rồi thì về nhà làm lại cũng được. Chứ thật sự vợ cũng không có thích chồng làm nghề tài xế đâu. Ừ, tôi ghi rồi. Chắc là ông không biết làm ăn gì hết chứ gì. Thôi bậy mà. Có bậy. Bình thường cũng có gì hết trơn á, nhưng mà không biết sao là nó bị rủ rê. Nhưng mà làm nhiều khi không ổn. Mà ổn thì em cũng không biết. Phải biết chứ, cái gì em cũng không biết. Bởi vậy bộ bỏ là đúng rồi. Mạnh khỏe. Nhìn tướng em chị, không lẽ em yếu dữ lắm hả chị? Trời ơi, đâu có, cái tướng không nói được điều gì hết em nha. Cái tướng không nói được điều gì hết nha. Và mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ít nhất là phải quyết đoán. Như anh đó sẽ không có quyết đoán, sẽ không có phù hợp với em. Giả dụ như mình làm cái gì thì mình phải xác định là nó đúng hay là nó sai. Không phải thấy người ta làm cái này mà mình sẽ học theo. Tại vì phụ nữ thì sao? Cần một chỗ để có thể là che chở bao bọc mình. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ, phải có lập trường. Thì đúng rồi, tất cả mọi điều mình phải vạch ra một cái kế hoạch chứ đâu phải là mình ấy được. Thì giờ kế hoạch của em trong tương lai là cái gì? Thì tạm thời em vẫn chạy xe, tùy theo hai người thuận tiện cho cái việc của hai người. Anh này cũng là một anh chàng chung tình đó, cũng giống như em đó. Thật ra cũng khó có thể nhận định về một con người ở vài câu nói hoặc là ở những cái đầu tiên gặp mặt. Hôm đó người ta mệt, hôm đó người ta bệnh, hoặc là người ta run, hoặc người ta thấy máy quay người ta sợ. Khó có thể nhận xét một con người qua một vài phút. Cho nên cứ bình tĩnh, sống chậm lại, quan sát nha. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào về ngoại hình? Đối với em ngoại hình thì không có quan trọng. Tự tin lên, chàng trai của tôi. Em thì có yêu cầu em nó cũng đơn giản thôi. Em thì em thích cái kiểu như là truyền thống, 1m5 đổ lên, vừa người. Ví dụ như bạn gái mà màu đen quá, mặt hơi hở hang chút, hay tóc hơi nhuộm đồ xíu được không? Đi tiệc, đi này, đi nọ. Còn bình thường thì hãy nên là bình thường. Ví dụ như chị vậy là có bình thường không? Không, chị thì em không dám nói. Giờ thôi em nói người, bây giờ em hình dung cô gái bên này đang như thế nào? Cổ đang mặc đồ gì? Đang mặc một cái váy giống chị nhưng mà khác màu hay gì đó. Rồi, tóc tai? Không nhộm. Cô ấy hiện tại như em đoán tóc là màu đen. Màu đen, mặc váy. Mà như vậy là có thích cô gái mặc váy không? Không. Như vậy sao không thích cô gái mặc váy? Mặc một đồ bình thường thôi. Một đồ bình thường, lẽ mặc đồ bộ đi gặp gỡ, đi ghi hình. Ngoài những việc đi tiệc này nọ thì chắc... Chứ bình thường là mặc cái gì hay là không mặc? Quần jean hay là áo sơ mi gì đó rồi cũng được. Chứ mặc áo đầm không được. Mặc áo đầm đi đâu? Thì áo đầm đi, đi chợ, đi búa, đi chơi, đi làm. Bây giờ ví dụ đi làm công sở, cổ đi làm kế toán. Công sở thì... Đi hàng ngày cổ cũng phải mặc váy vậy. Đúng rồi, cái đó công việc. Còn đi chơi là phải mặc quần. Không đi chơi mà... Thì thôi muốn mặc cái gì đó mặc. Mà tại sao em có ác cảm với áo đầm hả? Không, do em thấy đi đứng rồi nó vất vả quá rồi em thấy cực. Ủa sao tôi thấy tôi đi đứng bình thường mà ta, có gì đâu vất vả gì đâu trời. Mặc áo đầm nó mát chết, đi đứng nó bình thường mà. Mặc quần jean nó mới túm túm bó bó, nó mới ngợp, nó mới khó chịu. Mặc vậy nó thông thoáng lắm, nó tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng mà lúc ngồi chị cũng phải khép nếp đâu chứ. Đâu có gì đâu, con gái thì ngồi phải khép nếp chứ. Đâu đúng không, có gì đâu bình thường. Phải không em, bình thường đúng không em? Bình thường. Ổng là bỏ cái cửa hàng sắt, ông tập tài xế là vì cái cô bạn gái cũ. Bây giờ ổng không thích con gái mặc váy, có liên quan gì đến bạn gái cũ không? Không, không có. Bạn gái cũ em mặc cái gì? Cũng mặc đồ riêng quần tây rồi đó thôi. Có mặc váy không? Không. Thấy chưa, tại bạn gái cũ không có mặc váy cho nên bây giờ không thích bạn gái mới mặc váy đúng không? Không, em của em cũng vậy mà. Em mà em về nhà là mấy đứa là không bao giờ nó mặc váy hết. Không, lạ lùng, tôi chưa thấy đàn ông nào. À, mệt quá, có hình mẫu người mẫu lý tưởng không, đưa coi. Đó, lựa đi. Tôi banh ra tôi coi coi thấy gì không đó nè. Trời đất ơi, rồi đó có một tấm một đó, có ba anh đó, chọn anh đi. Lý do sao chọn anh đó? Em nghĩ vậy. Hy vọng là đúng. Chọn ra chưa? Nhanh, hết giờ. Hai cô này phải có một cô này không phải rồi. Tại sao cô đó không phải? Có bầu rồi. Có bầu rồi hả? Vậy còn hai cô này có... Rồi cầm đi. Để... Ui da, chắc tôi xỉu quá. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào trái tim này. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra. Hai bạn sẽ xem cảm nhận của mình lần đầu tiên này. Mình đoán đúng hay sai nha. Ai sai là sẽ bị phạt. Rồi coi đi. Trời cuối cùng em không biết ai luôn. Áo đen á. Đúng rồi mà đúng. Sai rồi. Sai rồi.
Còn em sao? Ồ. Ụp mặt vô gối. Ụp mặt vô gối. Ủa vậy chứ mình nhìn thấy nó sao sao ha. Gãi đầu, giờ cái sao? Này. Thì nhìn cái kiến là thấy đúng mấy cái kiến này. Đừng có xạo. Bây giờ bị phạt gì đây? Phạt nặng lắm luôn á. Thôi bây giờ tặng bông trước đi. Tặng cái bông trước đi rồi phạt sao, chứ không phải tặng là không bị phạt đâu. Cảm ơn anh. Bây giờ sao ta? Chà, cái hình phạt cái anh này phải mệt mỏi lắm luôn á. Tôi không dám nhắc lại lời anh nói lúc nãy. Bây giờ anh chỉ bị phạt thôi. Bây giờ anh vừa hát vừa nhảy cho tôi. Ui. Anh dám xúc phạm người khác. Cô này không phải rồi. Tại sao cô đó không phải? Có bầu rồi nè. Có bầu rồi hả? Đứng lên vừa hát vừa nhảy. Nhanh lên. Quăng quại vô nha. Cái tội dám nó bậy nó bạ mà nó bự nữa. Phải không anh? 2, 3, bắt đầu. Miền Trung mấy lần là trôi, người miền Trung quá lắm vàng tình ấy. Chờ em nay bao thu rồi mà em chưa về bên đời. Trăng hờ hờ đất trời, lòng em nhớ ai? Em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già, mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Xa rồi đâu còn người em. Ôi quê hương man mát buồn, chiều miền Trung mưa tím bên sông. Hát rồi chị, không biết gì. Vậy được không em? Có tha thứ không em? Em khó tha thứ lắm. Rồi bây giờ sao giờ? Rồi về chỗ ngồi đi. Thôi trước tiên cho xin lỗi nha, nó bậy. Nó bậy mà nó bự nữa chứ. Không mà em nhìn cái hình này em nói thiệt. Thì đúng rồi, ai cũng nói em có bầu mà. Không phải, cái hình người ta chụp nó không có được ấy. Là do người chụp hay là do người mẫu? Do người chụp quá. Chắc do người chụp phải không? Ê, con này giờ không muốn tặng luôn hả? Thôi em nghĩ lại hay là thôi khỏi tặng, em giữ luôn. À vậy thôi cũng tặng anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng Hòn Đất. Vì chương trình của mình là hẹn ăn trưa mà. Mời hai bạn thưởng thức món ăn. Trời ơi, tàu hũ thơm phức. Tàu hũ chiên nước mắm và bó xôi xào bò ha. Bữa cơm mời bạn gái ăn nha. Cơm. Lịch sự, ừ cơm đó em. Cứ ăn uống đi nha. Lúc trưa ăn cơm. Ủa nhà anh đông anh em không ba? Ba người. Ba người, anh con thứ mấy ạ? Con đầu. Nhưng mà em sẽ không có giống bạn gái của anh nha. Tại vì như anh nói với chị Cát Tường là anh không thích bạn gái mặc váy. Người yêu cũ của anh là mặc quần tây, áo thun, sơ mi ha. Nên em sẽ không có muốn mình là người thay chỗ. Cái đó không ảnh hưởng gì tới bạn gái cũ. Vậy đó là cái hồi từ nhỏ tới lớn là mình như vậy thôi. Đơn giản mấy đứa em ở nhà cũng vậy. Chỉ cần anh hai về là tự nó biết đường à. Nó ít cái mặt váy đi lạng trước mặt lắm. Mình không thích vậy thôi, nhưng mà nếu mà sau này ví dụ như công việc của mỗi người nó mỗi khác thì đặc thù hay là sở thích thì cũng không thành vấn đề. Có việc giờ xã hội giờ nó cũng tăng tiến rồi, chẳng qua cái tính mình nó hơi cổ hủ thôi. Anh có nghe cái câu mà giang sơn dễ khó đổi, bản tính khó dời không? Có khi nào cái đó nó ăn sâu vào máu của anh mà cuối cùng anh không bỏ được, xong rồi sao anh gây sự với bạn mờ gái mới của anh thì sao? Đồng ý là mình không thích cái vấn đề đó, nhưng mà đâu có phải là mình từ chối cái vấn đề đó đâu. Em thì lại không nghĩ vậy. Cái gì mà mình đã không thích, mỗi hôm chỉ cần chút một thời gian dài, nó sẽ thành một giống như là ngọn núi nữa, lâu ngày không ấy nó sẽ bùng cháy vậy đó. Anh nghĩ sao về vấn đề đó? Tùy theo cái vấn đề mà nó sẽ lớn lên theo từng ngày. Vậy anh... Ví dụ như mặc váy thì giờ nếu đã xác định chấp nhận mặc váy đi thì cứ mặc thôi, chứ nó đâu không có vấn đề này, nó không có lớn lên theo từng ngày. Em lại không nghĩ như vậy. Tại vì anh biết các mối quan hệ thường xảy ra cái trường hợp đường ai nấy đi, vì nó phát sinh từ vấn đề gì không? Vì từ những vấn đề rất là nhỏ mà những người trong cuộc không hề hiểu được. Chứ nhiều khi cái vấn đề lớn nó lại không làm cho người ta đi. Anh cứ từ suy nghĩ. Anh có thích ăn đậu hũ không? Bên đó có đậu hũ hả? À, để em gắp cho anh ha. Cảm ơn. Nói chung là trên thế giới này mọi nút thắt đều có thể mở được, mình có muốn mở nó hay không thôi. Chứ bây giờ cứ bàn tới bàn lui
không biết bàn tới bao giờ cho nó hết nữa. Lúc đầu á, anh có nghe em nói với chị Cát Tường không? Là em cần một người quyết đoán. Như cái cách của anh nói chuyện á, thì em cảm thấy là anh không có quyết đoán lắm. Và nó sẽ không có phù hợp với em. Nghe từ đầu lúc chưa mở cái này ra thì cũng đã nghe rồi. Nghe cái giọng nói là mình cảm nhận là một người này rất là bản lĩnh nè. Mình ra đường mình đi làm, nhưng mà cái sự va chạm ngoài đường mình không có được nhiều. Quan trọng nhất của em là cái điều gì trong mối quan hệ? Đối với em là tin tưởng. Giả dụ như không có niềm tin thì sẽ không có làm được cái gì hết. Làm sao để cho đối phương có niềm tin với mình và mình có đối phương với niềm tin? Thật sự thì giống như chị chơi với một người bạn ha. Làm sao mà chị biết người bạn đó là tốt với chị? Chị phải cần có thời gian thêm người đó có tốt với chị hay không. Mà mình muốn người ta tốt với mình thì trước tiên mình cũng phải tốt với người ta cái đã. Nhiều khi chưa chắc chị cố tình chị làm xấu với người ta để chị xem người ta có đối xử xấu lại với chị hay không. Giả dụ như thật sự người đó tốt với chị thì người ta bảo có thể là cái đó nó vô tình nó làm tổn hại đến mình thôi. Nhưng thực tế thì không. Nhưng thực tế là trên thực tế cuộc sống như vậy khó lắm. Tại vì cuộc sống bây giờ rất là mệt mỏi. Người ta đến với nhau là đem niềm vui, một cái sự nhẹ nhàng cho nhau. Chứ không phải đến với nhau để thách đố nhau và để thử thách nhau. Tại vì không có ai đủ kiên nhẫn để trải qua những cái thử thách của em đâu. Nếu như em thấy đó là hợp lý thì cả hai cùng phải cố gắng. Chứ cuộc sống bây giờ để thử, tôi thử anh rồi anh thử tôi mệt mỏi lắm. Và người ta sẽ bỏ cuộc hết. Cho nên em đòi hỏi cao quá thì nó sẽ là rất khó. Đó là cái kinh nghiệm của chị. Vì không ai khó bằng chị đâu. Chị khó lắm. Bây giờ chị ở một mình, cho ra mình mới nhận. Mình ngồi đòi nhận không à. Người ta nói mình là lên đầu ngồi luôn. À, nhiều người nói chị lắm. Nè, anh tìm bạn gái chứ anh không có tìm má. Nói thẳng vào mặt chị luôn như vậy rồi. Đó là kinh nghiệm của chị, muốn chia sẻ cho em thôi. Thay đổi tư duy một chút xíu, có thể cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Trên tay dây tường là mấy cái lá bài. Trong này nó có những yêu cầu. Mời bạn trai bóc trước và đọc lớn lên. Rồi. Gì vậy? Đọc lên đi, chưa đọc cười, ai biết đâu cười. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Nghe bạn gái làm chứ phải em làm, bình tĩnh. Ủa, bạn gái làm hả? Ừ, em đọc yêu cầu bạn gái, rồi hồi bạn gái đọc yêu cầu em. Mừng quá. Đọc lớn lên đi cưng. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Cái này con gái làm được. Cái này hả? Anh thấy em như thế này có được không? Nhìn ảnh chứ đâu phải nhìn chị, làm cho anh nhìn. Anh đâu có nhìn, nhìn em đâu. Nhìn người ta thôi. Đó, đang nhìn mà. Trời ơi, tự nhiên không mở lời quá chị ơi. Mình làm mặt thôi chứ đâu có nói đâu. Thấy đáng yêu không? Thôi chấp nhận bỏ. Cậu liếc đó, cậu liếc em đó. Liếc em tại cái tội thôi không. Thôi mình không làm khó người ta đi, để lát hồi họ không làm khó mình ha. Nè, mời em bóc một lá bài yêu cầu lại ảnh nè. Hãy nói 3 điểm chung với bạn và người đối diện. 3 điểm chung là còn độc thân nè. Chưa có bầu nha. Không sao, có bầu cũng được. Cùng tuổi. Hai đứa nãy giờ nói chuyện không thấy gì chung hết trơn hả? Cùng làm xa nhà. Cùng làm xa nhà. Hãy nói cho nhau nghe cảm xúc khi ngày hôm nay ngồi ở cái ghế này. Hoặc là nói cho nhau nghe cảm xúc khi mà cái cửa trái tim mình mở ra thì trong lòng mình đang nghĩ gì. Bạn trai nói trước. Lần đầu mà mở cửa ra thì mình đã bị mất điểm rồi. Cảm giác thì em chưa có. Nếu mà một người vợ thì làm được tất cả mọi việc của một người vợ làm được. Thế còn em? Về tính cách là không tương đồng. Vì anh ấy thích một người phụ nữ có gì đó là truyền thống. Còn em thì nó lại không có như vậy. Mai này mà giả dụ như về chung một nhà, anh ấy sẽ có cảm giác là giống như là như chị nói là em ngồi đầu của người ta vậy đó. Rồi, ok, đó là những cái cảm xúc của hai bạn rất thành thật, chúng ta thẳng thắn nói với nhau. Nhưng biết đâu điều gì đó nó đến ở phút cuối cùng, ai biết đâu được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu sau 3 tiếng đếm của chị Tường hai bạn đồng ý hẹn hò thì bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý hẹn hò lấy tay ra khỏi nút bấm. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Quý vị thấy mặt tôi xấu mà có đáng yêu không? Mời hai bạn về đứng lên. Tường cũng cố gắng hết sức rồi. Và hy vọng rằng trong một ngày không xa thì tình yêu đích thực sẽ đến với hai bạn. Tự ngước cái mặt nhìn đời lên cho chị coi. Cái đâu mà cứ cúi gầm gầm xuống hoài hả? Rồi, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại.
rồi lại thôi. Khởi động rồi đó, em đứng cái bên em test mùi cho chị. Cái này rất quan trọng, đừng có để em lầm lỡ. Ôm nhau một cái thôi, mình ôm nhau giao hảo một cái thôi. Như là ồ, ôm nhau đó chị. Bất công ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Xin thưa quý vị, và như thường lệ thì hai chị em chúng tôi luôn luôn là hợp tác với nhau rất là vui vẻ và chặt chẽ với một mục đích duy nhất thôi, là ghép những cái mảnh vỡ, những trái tim đang còn lạc lối nhau, hai mảnh ghép nó ghép vô thành một. Vậy ngày hôm nay không biết mình sẽ trải qua những cái cảm giác như thế nào nữa chị à? Phải thử mới phải biết thử được. Mới biết được. Yeah. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái nào. Mời hai em. Rồi, xuống từ từ thôi. Rồi, và ngay bây giờ thì đến với phần giới thiệu bản thân. Bây giờ mời chàng trai ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về em trước nè. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên Đinh Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em thích... viết nhạc. Thế em viết nhạc và viết thể loại nhạc gì? Em thường viết theo cảm xúc của mình. Và thường là em viết về nhạc rap là nhiều. Em tự hát em tự nghe luôn. À, một lát nữa. Hy vọng một lát nữa em sẽ hát và ở đây sẽ có nhiều người nghe. Dạ. Mà nó nghe nè, mình giới tính rõ ràng không? Em giới tính rõ ràng. À, tại thấy cái áo cũng hơi chim qua lá hẹ quá, lá hành quá ha. Không, em thích cuộc sống nó hơi có gì đa sắc màu một xíu. Điểm mạnh của em thì là em rất là nói hơi nhiều. Vấn đề nào đấy em hơi bị sâu nó. Nói sâu mà làm có sâu không? Cũng hơi hơi. Hơi hơi thôi à? Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu luôn ạ. Em sợ những vật li ti như là con gián, côn trùng. Tại sao em lại sợ con gián? Nhìn nó không thân thiện cho lắm. Nó thân thiện nó mới bù lại em chứ. Không, không thân thiện tại vì nó tối quá. Mà ta nói gián bù là giàu đó. Vậy chắc con em phải làm sao cho gián bù nhiều hơn. Em phải làm sao cho gián bù nhiều hơn. Rồi, đó là những thông tin của bạn trai ngồi ghế màu xanh. Ngồi ghế màu xanh, 25 tuổi. Còn em, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi, giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Trịnh Thị Thùy Trang, sinh năm 2000, hiện tại đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Công việc của em còn tạm thời là part time, làm giáo viên dạy tiếng Anh. Gia sư, em đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điểm mạnh của em là hòa đồng, luôn vui vẻ và hơi kỹ tính. Ví dụ như ăn mặc lúc nào gọn gàng, chỉnh chu. Chỉnh chu. Dạ, còn điểm yếu của em là hơi nóng tính và thẳng tính. Có một bé mà nó học kém quá thì em có thẳng tính và thẳng tay với nó luôn không? Dạ không ạ. Thì nhờ công việc này thì em cũng giúp cho em là kìm nén cái sự nóng tính của em. Khi mà bé gặp khó khăn ở không chịu học bài đi thì em sẽ tìm những phương pháp phù hợp hơn để giúp cho bé học hiệu quả hơn. Thường rảnh rỗi thì em hay tập yoga. Em tập được bao nhiêu lâu rồi? Em tập khoảng hơn 2 năm. 2 năm rồi? Dạ. Vậy là có kinh nghiệm rồi hả? Có thể làm giáo viên luôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Em chỉ đi tập để lúc mà em cảm thấy mệt mỏi. Đó là những thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh chị à. Rồi, hello mọi người. Em là Linh. Em đến từ vùng đất Tiền Giang, sống và làm việc ở trên vùng đất thành phố Hồ Chí Minh này. Thì công việc hiện tại của em đang là một huấn luyện viên cá nhân và dạy nhóm cho các đối tượng là những người giàu và những người có tiền. Trời ơi, ghê vậy. Ghê. Tính vậy. Quá liền, quá liền. Quá đây chị. Thẳng tính liền quá. Huấn luyện viên cá nhân là làm PT hả? Đúng rồi. Mà đối tượng chỉ là những người giàu, những người có tiền thôi. Đúng rồi chị. Người nghèo không dạy. Quan trọng là người giàu quan tâm em thì em thấy tiền nhiều em vô thôi. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Em 201. Trời ơi. Mà em dạy người ta về môn gì à? Gym và các loại võ thuật. Võ thuật, các loại võ thuật. Võ nào em cũng chơi được hết. Ghê à? Đúng rồi.
em có cái cách nào phân biệt được người giàu và người nghèo, người nào là người có tiền và người nào không có tiền? Người ta đăng ký học sao em biết, ta mới gặp người ta sao em biết phải tao biết có tiền phân biệt không được tiền. Chứ hồi trước em có làm cho một cái công ty đó, thì cái công ty đó nó khá là ok về cái lượng khách mà có điều kiện. Và công ty đó nó đổ về một lượng khách cho em, thì lúc đầu trong quá trình em làm việc em có thể khả năng sàng lọc khách thông qua việc cách ăn mặc cũng như cái tính cách, cách nói chuyện của họ, và em biết và gan giờ bây giờ thì em gan làm viên thì em nhờ cái nguồn khách đó em có thể tiến sàng lọc khách rồi. Đúng rồi, và có nhiều người giới thiệu từ từ em có lượng khách rất ok cho mình. Một ngày dễ lắm em chỉ in được 3 khách. Quay cho em đặt lên cái chất lượng hơn là cái số lượng. Và cái một buổi dạy là bao nhiêu thời gian, một tiếng hay một tiếng rưỡi? Một tiếng. Bao nhiêu tiền một tiếng? Bình quân là nếu rẻ nhất thì sẽ là 500, và cao nhất của em là 900. Rồi bây giờ em nhìn thử một vòng coi chị Tường cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện vậy là đủ có tiền để học em chưa nè? Thằng bé nó chỉ nhìn cách ăn mặc chị là dư sức có tiền luôn á. Chị dư sức có tiền dư luôn, sức luôn hả? Ra anh đi một vòng coi anh có đủ sức không. Trời ơi, đó đi vớt vàng xuống là đấy đó rồi. Cái thứ anh đi như vậy thì có đủ mà khả năng để mà học các loại giỏ của em không ạ? Cái này học nhiều võ luôn, này nhiều võ luôn anh. Nhiều võ luôn hả? Từ võ ở nhà chứ võ trong nhà luôn. Wow. Thằng bé con cặp mắt tinh tường quá. Tôi thích những người bạn trẻ dám nghĩ, dám làm. Ngoài ra thì em cái môn thể thao gì em chơi cũng được á. Judo, yoga, boxing, bơi. Nói chung là tất cả môn thể thao. Đi làm đó thì mình mới lựa khách hàng á là giàu có và nhiều tiền, còn tìm bạn gái mình có đặt tiêu chí đó không? Có đặt tiêu chí đó không? Một phần thôi chị. Một phần thôi. Có một phần trong đó nữa hả? Vì cái quan điểm của em á, mỗi người đều phải có cái nguồn thu nhập cố định cho mình. Rồi, cô gái ngồi ghế màu đỏ của tôi cười rất là tươi, xinh đẹp, ăn mặc cá tính. Giới thiệu về bản thân mình đi. Em tên là Hồ Ngọc Trâm Anh. Trâm Anh. Em đến từ Kon Tum. Công việc hiện tại của em tổ chức sự kiện, đang ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em rất là tự tin. Còn điểm yếu thì em nghĩ kiểu em hơi tà lanh, lanh chanh, kiểu không có suy nghĩ trước khi nói. Em có tập thể dục hay là chơi những môn thể thao gì đó không? Dạ không. Em hơi lười á. Với lại là tính chất công việc kiểu đi sớm về hôm, nên là em chưa có dành thời gian để mà em đi tập thể dục. Bạn trai ghế màu xanh nè, quay lại tình trường thì em đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình đầu và cũng là mối tình đơn phương đầu tiên của cuộc đời em. Chung là năm đấy em học lớp 12, có một cái bạn nữ cũng khá là xinh. Em vô tình em nhìn thấy hình bạn ấy thì tự nhiên em bị rung động. Nhưng mà lúc đấy em nhát quá nên ra là em không dám tỏ tình. Từ đó tới nay không có thêm không cái mối tình nào? Tại vì khi thích bạn đó thì vô tình em hiểu được cái con người mình. Con người mình sao? Hiểu được giới tính của mình hả? Cái gì? Không. Chị lo quá cưng. Không phải, ý là em tìm được cái thứ hai mà em thích nữa. Ý là... Cái thứ hai mà em thích là ngoài con gái ra? Nghệ thuật. Là nghệ thuật. Là cái thứ mà em theo đuổi bây giờ, là em bỏ hết mọi thứ. Thế hôm nay tại sao lại quay đăng ký tham gia chương trình này? Biết đâu được, trên con đường mình đi lại có cơ duyên với một ai đó, vừa phát triển sự nghiệp mà vừa có thêm một người đồng hành thì thú vị thật sự. Tuyệt vời đúng không? Dạ vâng. Hay quá chừng. Em muốn tìm một người như thế nào? Không phải là cần một người quá đẹp, nhưng mà cũng đừng có giống như chị Nở, chứ em chịu không nổi. Em chịu không nổi. Em chịu không nổi. Cũng là dễ thương. Các em có chuyện buồn á thì em tâm sự với ai? Tâm sự với âm nhạc. Bây giờ em làm một đoạn âm nhạc chị nghe thử coi nè. Nói chung là cảnh ở đây rất đẹp, em tưởng ngẫu hứng một câu. Và hôm nay sẽ đến và có gì, hay là ta cứ và cứ là thầm thì. À, cô gái hôm nay thật dễ thương, đơn giản và dắt. Chỉ vậy là đủ rồi. Dạ, chị thấy rồi. Ok. Một lát nữa mở cửa trái tim mà ra, khi mà em nhìn thấy hai cô gái đó em hãy cho chị thêm 4 câu nữa nhé. Dạ. Trang, hãy tâm sự những tình cảm em đi nè. Dạ thì em chỉ có một mối tình đầu duy nhất. Lúc đây em 21 tuổi. 21 tuổi. Dạ, lần đầu tôi biết yêu. Em đi tình nguyện viên ở địa phương của em và em gặp anh đấy. Sau khi tụi em quen nhau khoảng hơn nửa năm thì em mới phát hiện ra là anh ấy có qua lại với người cũ. Có qua lại với người cũ. Lúc đầu anh ấy nói em là anh ấy đã chia tay rồi. Sau này em tình cờ em biết được thì em đã chấm dứt mối tình đó vào gần cuối năm 2021. Bây giờ mẫu người đàn ông của em như thế nào? Em muốn bạn nam là cao
mét 7 trở lên. Tại vì do em lùn á, em thấy khi đứng cùng với lại mấy bạn cao thì em cảm thấy được che chở hơn. Lắng nghe em. Không mập, cũng không ốm. 65kg trở lên. Wow. Là anh á, chuẩn anh á. Anh đó, mét 7 đó, 65kg á. Anh luôn hả? À, anh đâu á. Nói ít một chút xíu. Và một cái là không gia trưởng. Em tới đây có thể hy vọng là được gặp được bạn phù hợp với mình hơn. Quay lại với anh PT đáng yêu của mình đây. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ, chỉ có một thôi chị. Một thôi. Tình đầu của em hiện tại cũng chủ động. Vì á, nên nó sẽ không có dài lâu được. Tại sao mà em không chủ động? Vì em sợ với chị. Sợ gì? Hồi cấp 3 em còn trong giai đoạn mập đó chị. Nên em cũng khá tự ti về ngoại hình của mình. Mà em có thích người đó không? Dạ không chị. Không, sao mối tình đầu? Vì một phần là cũng do bạn bè tác động đó chị. Kêu mày quen đi, mày quen đi, quen cho biết. Rồi em cũng quen cho biết luôn. Mà em cũng thấy có lỗi tài quá nên em chia tay. Em là người chủ động chia tay? Dạ. Với những người chạc tuổi em không bao giờ rung động. Em đi dao động người về có kiến thức chứ tri thức. Không dễ bị rung động vì những người đó. Đối tượng mà người ta có thích em hoặc là em có một chút xíu thiện cảm với người ta thì người ta cách em bao nhiêu tuổi? 12 chị. 12 tuổi. Ừ. Đến thời điểm này trong tình yêu mà còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh. Còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh. Ok, thì hiểu rồi. Bây giờ cái gu nè, cái gu của em là như thế nào nè? Gu em là phụ nữ có tri thức, cũng dáng thể thao, có thể tập cùng nha. Cái da nó rám một xíu, em thấy người nó khỏe khoắn. Nạm nạm đen đồ hả? Nghe kìa hả? À, ngồi ghép vào đó. Chị tình yêu em như thế nào? Nói thì mọi người không tin nhưng mà em chưa có quen ai hết. Em chưa có quen ai hết. Vẻ bên ngoài mà em theo đuổi thì nó hơi cá tính, nó hơi mạnh mẽ một xíu. Cái thứ hai là nhìn em giống như là người đang có người yêu. Tại sao em lại nghĩ nhìn vào em người ta sẽ có cảm giác là em đang có người yêu? Em nghe mấy bạn em nói với em như vậy. Những người xung quanh em nói với em như vậy. Tức là em toát ra một cái kiểu mà em đang trong một mối quan hệ nào đó. Rồi cái tiếp theo đó chính là em không thích chủ động nhắn tin. Hay là có những bạn sẽ nhắn tin hỏi em là hôm nay thế nào, em không bao giờ em đáp lại. Thì đó là những cái lý do mà em nghĩ em không có người yêu. Thì đúng rồi, ta nhắn tin em không em trả lời. Vậy lúc nào em cũng tỏ ra một thái độ là mình đang có người yêu. Em nghĩ là chưa có hợp tần số với nhau á, để mà mình có thể bắt chuyện được. Bây giờ mẫu người em như thế nào nè? Em muốn một bạn nam trưởng thành một xíu, biết quan tâm với lại chiều em. Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Em không có đặt ra một cái gì quá là cao siêu hết. Và bây giờ nhà ở nhà em thì ba mẹ có hối thúc là lập gia đình chứ? Ba mẹ không hối thúc là lập gia đình, nhưng mà ba mẹ có nói với em là bớt khó tính lại và ra ngoài nói chuyện nhiều hơn để mà kiếm được nhiều bạn. Những cái event mà em tổ chức thì em có giao lưu và gặp gỡ những nhân viên ở đó không? Hay dạ là... có, em gặp rất là nhiều bạn nam nhưng mà không biết nữa, nhưng mà em không có thấy ai phù hợp, với lại là cũng không có ai xin info hết. Nhưng mà xin info em thì nhắn tin và hỏi thăm em lại không trả lời. Em là một cái kiểu giống như là trong một cái sự kiện biết nhau rồi thì em có thể là em sẽ trả lời tin nhắn của anh. Còn nếu mà bạn từ xa bạn lại thì em không có open với chuyện đó. Em về khép kín quá à. Và ngày hôm nay em tới chương trình em có mở tấm lòng em ra chưa? Em có mở trái tim? Em đã mở tấm lòng rồi, em mới ngồi đây đây mọi người ạ. Có điều gì em không thích ở một người bạn trai nữa không? Em không muốn bạn nam đấy đánh phụ nữ. Với lại là đừng có mùi là được. Có nhiều người người ta sẽ bị cái mùi body á. Không thích có mùi hay là không thích mùi hôi nó khác nha. Không thích mùi hôi đi. Nó sẽ vẫn thích có mùi chứ. Dạ. Chị ta thích mùi thơm. Dạ, phải thơm thì mới được. Thơm. Hai bạn có thơm không? Em lúc nào cũng phải thơm tho. Không có thơm là không có tiền chị. Cái nghề của em đúng rồi đó. Cái nghề của em mà không thơm nữa thì tiền nó không có vô đâu nha. Cái nghề mà lúc nào cũng mồ hôi mồ kê vã ra như tắm mà còn hôi nữa chắc chết quá. Được, em yên tâm đi. Không chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim này ra, cảm xúc của em như thế nào? Mời em. Em sẽ tặng hai bạn mỗi người một bài. Hold up. Em như là hoa và khiến và anh mơ. Tất cả dưới đây chỉ còn em và anh thở. Chỉ cảm những ghi và đi và ơ chờ. Và nếu mà còn lại những kỷ niệm bơ vơ, chỉ là muốn đến và đây và không chơi. Chỉ có là những kỷ niệm là không quên. Nhưng mà tình thì anh không có, nhưng mà chất nghệ sĩ thì anh bao nhiêu là có. Wow. Bài riêng em dành cho anh Hứa Minh Đạt, em tặng liền. Anh đây, anh Hứa Minh Đạt thật là tài và đẹp trai. Xuất chúng và khiến cho ai cũng mê. Và đơn giản vì anh là mai mối, khiến cho ai cũng có thể chung một nhạc. Yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Kiều ha. Còn bạn ghế đỏ. Ok, để em qua đứng kế bên. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa, khiến cho phải anh mơ, chắc có lẽ vì đây giờ khiến cho anh thở, nhìn em cái anh chết xỉu bây giờ. Dạ. Yeah. Em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Thấy khá là thú vị. Một người tràn đầy năng lượng và có một cái chút xíu gì đó nghệ thuật trong người. Khá là ok. Ok. Rồi, tới phiên em rồi đó. Tới lúc em thể hiện rồi đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một một cái bài biểu diễn thường mình thường tập ở nhà. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Đó, vậy không làm. Wow, đó. Wow, wow. Nó nhảy vậy đó, mấy cô chịu nổi không? Oh, wow, trời khỏe dữ. Trời ơi. Trời ơi. Chưa? Đó, leo lên ngồi đẩy luôn. Trời ơi. Đó, tường bò lê lết vậy đó. Ủa, đó. Bây giờ mời em cái đỏ. Đàn ông đâu qua. Khởi động rồi đó, em đứng cái bên em test mùi cho chị. Cái này rất quan trọng, đừng có để em lầm lỡ. Ôm nhau một cái thôi, mình ôm nhau giao hảo một cái thôi. Ờ, như là ồ, ôm nhau chị. Còn một hồi về, mấy mốt về nói chị Tường là mai lộn người là không được nha. Không nghe hay là không có mùi hay là chưa nghe? Chưa nghe. Trời ơi, sao ôm chặt vô. Giống như là đối tác thôi, gặp nhau gặp gỡ. Chủ động lên đó, cho bé. Rất vui được nóng quá chị ơi. Nóng quá hả? Thì cái hơi nó đặt thật ra mà làm sao không nóng được. Em có thích thơm hay là thích có mùi? Dạ em thích mùi nước hoa. Thích mùi nước hoa. Dạ. Đâu em qua em test một cho một chị hai bạn trai nó coi có mùi nước hoa không? Coi có mùi nước hoa không nha. Cái tay nè. Dạ. Rồi đứng lên hai chàng trai lần lượt. Em xin phép. Em xin phép đó. Đó đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Con nhỏ này được nè. Con nhỏ này được nè. Yeah. Phải vậy mới được chứ. Hay lắm em ơi. Có mùi gì không cưng? Dạ không có mùi rồi, qua bên kia. Trời ơi, tái mặt rồi như xỉu rồi. Tái mặt rồi. Có mùi gì không em? Dạ không ạ. Không là không có mùi hôi hay là không có mùi nước hoa luôn? Mùi nước hoa. Không có mùi nước hoa luôn. Dạ. Mà có mùi hôi không? Mùi hôi của cơ thể thì ai cũng có mà chị. Là hôi rồi. Giờ tới hai cô gái có cái gì tiết mục gì biểu diễn tặng cho chương trình nè. Em xin gửi tặng hai bạn và anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường bài Anh Nhớ Đâu Thế của Amy. Anh và tôi gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa, anh và tôi thật xa mai mê nhìn lên nhau và không một ai nói nên câu rằng người ơi tôi có nhớ và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhớ ở đâu thế? Cứ tới lúc trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên anh và tôi vẫn thế. Ủa sao nó lãng vậy? Sao đi lãng vậy? Rung chị ấy. Ủa biết rung luôn hả? Trời ơi. Wow. Đây là chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng. Cảm ơn bạn vì cuốn sách này ạ. Thì cũng như tiêu đề của nó là nó muốn bạn cho mình muốn bạn vượt qua cái nỗi sợ đó. Thật ra là một cái cuốn sách rất là đúng với thời điểm hiện tại của mình á. Mình bị quay cuồng vào cái vấn đề công việc rồi mình bị stress lúc nào mà mình không biết. Hôm nay mình cũng có một cuốn sách gửi tặng bạn. Ở trong mình có ghi một cái lời note á, bạn đọc lên cho tôi nghe. Chữ mình hơi xấu. Không sao đâu. Xin chào bạn. Đây là tổng đài tin nhắn. Ấn phím 1 để có lời một lời khen.
ống kính 2 để có một lời chúc tốt đẹp, và ống kính 3 cho một cuộc hẹn. Và nếu tất cả hãy bấm số của tôi. Có số điện thoại em chống luôn rồi hả? Dạ không, em chưa bỏ ạ. À. Gửi từ đầu dây bên kia. Rồi có số chưa? Chưa. Chưa bỏ vô. Chưa bỏ vô. Và cuối cùng em bấm phím nào nè? Em bấm phím 2 và cũng như là một cái lá thư em gửi ở trong đó luôn. Ồ. Trời ơi, gì thần giao cách cảm quá vậy? Đâu đâu, bọc lên bấm coi. Bấm phím 2 rồi bên đây bấm phím mấy nữa? Trời ơi. Tổng đài này ghê ta. Wow. Một cái thiệp sinh nhật. Thứ hai tuần sau sẽ là sinh nhật em, nó khá là trùng hợp á. Trời ơi, là trời. Toát mồ hôi rồi, toát mồ hôi rồi. Mở ra cái thiệp sinh nhật có gì chồng? Wow, cái bánh sinh nhật. Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất để có một ngày mới thành công, vui vẻ. Dạ em cảm ơn ạ. Wow. Giống như có thần linh mách bảo đúng không quý vị? Không biết nói lên lời luôn sao chị, bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Trời, tử tế ghê không? Để có luôn khăn, có luôn đồ. Phải ăn liền, em hơi ốm, em phải ăn nhiều cho chị. Ăn ngay một miếng coi nào. Dạ rồi, để em ăn. Gì mà rung tay, rung chân, cái gì ông cụ. Rồi, ăn đi. Trời, tay nó rung kìa. Ăn bánh không à? Bánh người ta tự làm đó. Ngon gì ạ? Ngon ha. Lát nữa ăn hết cái bánh đó nghe chưa? Dạ, rất ngon chị ạ. Rất ngon, ngon thiệt không mà là khen điêu. Không, ngon thật. Mình không biết. Mình chỉ có sáng sáng. Cái gì vậy? Tặng ai nào? Em nghĩ là em sẽ tặng lại cho bạn này. Tại vì bạn đấy có tấm lòng cho em được ăn ngon. Và... thật ra bạn có tấm lòng cho cả hai bạn luôn á. Nhưng bạn mà bạn kia được... không ăn ạ. À đúng rồi, đúng rồi. Không ăn, không nhận tấm lòng người ta. Dạ, nhưng rồi. Em sẽ tặng cho bạn món này. Thật sự là mình thì mình không có biết làm cái gì cả. Mình cũng phải là người khéo tay. Nói chung là mộc mạc mà đến cũng bây tấm giờ... lòng luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tấm lòng. Nên thành ra là cái này nó là thể hiện cái sự chân thật nhất của mình. Khui ra coi cái gì mà nói nhiều quá vậy, khui ra đi. Xin phép khui ạ. Dạ. Wow. Mà em nghĩ là bỏ gì vô trong cái nồi đó? Chắc là những cành hoa. Em cảm nhận cái món quà này em thấy như thế nào? Em hãy cho một lời bình luận. Gây ấn tượng với em ạ. À, tại vì em chưa bao giờ có một món quà như vậy. Thế thì quan điểm của các em như thế nào về cái cuộc hẹn hò? Thì quan niệm tình yêu của em khi hai người cùng đi hẹn hò thì không nên sử dụng điện thoại trong quá trình hẹn hò. Em nghĩ là nếu cuộc sống dù nó cũng bề thế nào, có một cái cuộc hẹn với một người mình thân thiết mà mình lại sử dụng cái điện thoại đó là không xem trọng người ta. Tới em, trong một buổi hẹn hò em muốn tương tác với nhau nhiều, cũng hạn chế xài điện thoại. Hạn chế thôi chứ. Bởi vì có nhiều cái tính chất công việc nó bắt buộc phải lúc đó phải có, thì mình không có thể nào mà không có điện thoại bên được. Rồi mời em gái. Jason, trong một mối quan hệ á thì cái chuyện riêng tư cá nhân, ví dụ như là nick Facebook hay là Zalo á, thì phần tin nhắn thì mình không có nên đọc. Tôn trọng quyền tự do nhau đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mời em. Trong chuyện tình yêu quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, sự chân thật ạ. Dùng điện thoại thì em cũng không gọi là khuyến khích, nhưng mà thật sự là có những cái cuộc gọi rất là khẩn cấp thì không thể nào mà mình không nghe được. Và cũng như bạn kia, em cũng không thích người ta coi những cái thông tin của mình, và em muốn có khoảng riêng. Bây giờ sẽ ưu tiên cho hai bạn nam nhé. Mỗi bạn sẽ có thể tiến qua bên kia và xin phép nắm tay cái người bạn nữ, và có 30 giây để có thể nói điều mình muốn nói, rồi chúng ta về ghế để đưa ra quyết định của mình là có hẹn hò hay không. Mình xin phép bạn đứng lên giúp mình nắm đôi bàn tay. Sao thật mệt. Sự thì mới gặp lần đầu nhưng cũng không biết nói gì nhiều. Mình nghĩ là tình yêu là nhanh nhất, đó là chạm đến bao tử. Cảm ơn bạn. Tự tin. Hôm mà bạn đứng lên à, nắm tay. Thầy cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì cũng như là món quà của bạn đã gửi tặng cho mình, cũng hai tụi mình cũng như một cơ duyên gì đó, hai món quà rất là có sự liên kết với nhau. Rồi mình nghĩ nó sẽ là cái duyên nếu hai mình tới với nhau. Thì mong bạn hiểu cho cái công việc cũng như là cái tính chất cái đời sống của mình. Mình cũng cảm ơn bạn vì hôm nay đã tới đây, đã dành thời gian để ở đây lắng nghe những câu chuyện của mình và bạn nữ.
thì hy vọng nếu mà có những cái cơ duyên sắp tới thì ok, mình cũng có thể tiến tới những cái mối quan hệ khác. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu, kiểm tra lại cảm xúc của mình, lý trí của mình để đưa ra quyết định. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút màu đỏ và màu xanh. Nếu mình thích bạn ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó nhé. Sau những lời chia sẻ của anh Đạt. Và bây giờ, mời các bạn hướng mặt ra phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Không biết nói lên lời luôn sao chị, bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Dạ, em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Với những người trẻ tuổi em không bao giờ rung động. Em đi dao động người về có kiến thức chứ tri thức, không dễ bị rung động vì những người đó. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa, khiến cho phải anh mơ, chắc có lẽ vì đây giờ khiến cho anh thở, nhìn em cái anh chết xỉu bây giờ. Và bấm à, bấm đi à, và hết thời gian rồi à. Trước tiên là tôi hỏi chàng trai ngồi kế bên cạnh tôi trước, em thấy nó sẽ không hợp với em khi mà hai người tới với nhau. Thế còn em? Nãy khi chạm vào bạn ấy thì em có một cái cảm giác như là chỉ trong lúc này, khoảng thời gian này mình vô tình thích nhẹ, nhưng mà khi mà em ngồi đây thì em lại không còn. Còn em? Em có nắm tay bạn thì bạn ấy rất là rung, nhưng mà nó vẫn không chạm được vào trái tim của em, nên là em chưa thấy rung động. Vẫn chưa đủ cảm xúc. Dạ. Nên buộc lòng là không bấm. Dạ. Còn cô giáo dạy ngoại ngữ? Dạ, em thì cảm thấy là tụi em cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cho nên là em quyết định là không bấm nút. Kính thưa quý vị, các bạn đừng buồn, đừng lo lắng nha. Đối với những cặp đôi không thành công thì chương trình sẽ cũng dành cho các bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, giúp cho các bạn sẽ tìm kiếm được những nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai và mối là duyên dáng nha. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speed Couple đồng hành cùng với chương trình. Đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.